Sáng mùng 4 tháng 3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, khởi nghĩa Hai Bà Trưng, trao giải quỹ hỗ trợ tài năng sáng tạo nữ và tiếp nhận tài trợ cho quỹ bảo trợ trẻ em của Công đoàn Việt Nam.